Xin chào các bạn đã đến với Biên Hòa Kitchen. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn làm đồ chua ha các bạn. Ở đây thì mình có giấm nè, cà rốt thì khoảng 2 bao rưỡi, 2 củ su hào, 4 trái ớt xanh và 2 củ tỏi ha các bạn. Tỏi thì mình lột vỏ về nha các bạn. Cà rốt mình cũng bào sạch rồi mình rửa sạch, su hào mình cũng gọt vỏ sạch ha các bạn, ớt mình cũng rửa sạch. Mình nấu nước giấm ha các bạn. Cái hỗn hợp này của mình là có 2 cấp rưỡi giấm và 5 cấp nước, với cộng thêm 5 teaspoon đường nữa ha các bạn. Bây giờ mình sẽ nấu cho nó sôi lên, xong mình tắt lửa để nguội ha các bạn. Sôi lên như vậy là được rồi, mình sẽ tắt bếp ha các bạn. Su hào mình sắc sợi vậy ha các bạn. Bây giờ mình sắc mỏng này. Xong mình sắc sợi lại. Tỏi mình cũng sắc lát ha các bạn. Một tép tỏi mình sắc khoảng 2 đến 3 lần. Ớt mình cũng sắc lát ha các bạn. Sắc lát vậy, mình có thể lấy bớt hột ra. Giờ mình đi bào cà rốt ha các bạn. Cái mình có thể có cái đồ bào cà rốt này, mình mua ở mấy cái chợ Việt Nam hoặc là ở trong Messi đồ cũng có bán ha các bạn. Rồi giờ mình bào cà rốt. Cà rốt mình bào ra như vậy ha các bạn. Mình cắt xong vậy ha các bạn, bây giờ mình cho vô đây 2 tablespoon muối. Xong mình sẽ trộn đều lên. Mình trộn đều lên, mình để nó khoảng 5 phút nha các bạn. Mình trộn đều nó vậy nè các bạn ha. Sau 5 phút rồi ha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ bỏ nước vô, mình xả nước lạnh vô. Xả nước lạnh mình rửa nó. Xả nước cho nó ngập lên ha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy nó ra, mình vắt nó cho nó ha hết nước nha các bạn. Vậy sau khi vắt khô rồi ha các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ vô hũ. Mình vô được 5 hũ rồi các bạn. Một hũ này thì mình không có bỏ ớt, thì mình có đứa cháu nó thích ăn này lắm mà nó không ăn cay được. Mà khi mình vô hũ mình nhớ nén cho nó chặt nha các bạn. Rồi mình sẽ bỏ ớt với tỏi ra phía ngoài để nhìn cho nó đẹp ha. Giấm bụi rồi, giờ mình đổ vô đây ha các bạn. Sau khi đổ giấm đầy vào, mình đậy nắp lại và để nó ở trong nhiệt độ phòng khoảng 1 đến 2 ngày. Xong mình đem bỏ vô tủ lạnh thì sẽ để được lâu hơn ha các bạn. Các bạn thân mến, đồ chua của mình đã làm xong. Sau 2 ngày các bạn có thể lấy ra ăn được. Các bạn có thể dùng nó với bánh mì, hoặc là bỏ vào nước mắm cho cơm tấm, cuốn thịt nướng, bánh xèo, hoặc cùng những món ăn tùy thích. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mong các bạn ủng hộ mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình và cho mình một cái like. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Thank you, bye bye.